Theo Bộ Y tế, hiện nay đang là cao điểm của dịch sốt xuất huyết, số ca mắc gia tăng mạnh tại khu vực phía Nam và bắt đầu tăng tại miền Bắc. Để ngăn chặn không để dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động người dân. Ngay sau khi trên địa bàn xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn có trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, chính quyền địa phương và trung tâm y tế huyện đã tăng cường tổ chức giám sát, hướng dẫn, nhắc nhở người dân trên địa bàn thực hiện những biện pháp diệt loang quang, kiểm tra và xử lý các dụng cụ chứa nước là nơi muỗi sinh sản, tiềm ẩn nguy cơ lây truyền bệnh. Biểu hiện của sốt xuất huyết, tôi thấy người nó mệt mỏi, nó đau đầu và có sốt. Sau đó thì đi nhập viện trên Bình thì bệnh viện họ kết luận là bị sốt xuất huyết. Và được bệnh viện điều trị trong một tuần thì khỏi bệnh và sau đó bệnh viện cho xuất viện. Và sau khi ban dịch tễ của tỉnh, của huyện về tuyên truyền vận động thì gia đình sẽ có ý thức hơn và tuyên truyền vận động người khác cũng như bản thân gia đình sẽ thực hiện tốt hơn mọi cái công việc phòng chống dịch. Thì hiện nay trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh đã có trường hợp mắc sốt xuất huyết từ ngoại tỉnh trở về. Chúng tôi đã chỉ đạo các cái trạm y tế xã thị trấn có ca bệnh là đã tuyên truyền và xử lý môi trường, ví dụ như là những cái làm sạch những cái lu vại lốp, là những cái bể cá, là những cái phát quang bụi đậm chung quanh khu vực nhà, rồi là phun thuốc để diệt muỗi vằn. Theo Sở Y tế cho biết, từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, toàn tỉnh ghi nhận 16 ca mắc sốt xuất huyết. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch sốt xuất huyết và dự báo trong thời gian tới số ca mắc có xu hướng gia tăng, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đẩy mạnh các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết và thực hiện chiến dịch diệt loang quang, phòng bệnh lây truyền qua mũi, chủ động giám sát ca bệnh hàng ngày tại các bệnh viện và cộng đồng, tổ chức giám sát theo dõi biến động của vector virus dengue tại các ổ dịch cũ, các địa bàn có nguy cơ cao. Qua công tác giám sát thì chúng tôi thấy rằng là người dân vẫn còn những cái tâm lý chủ quan, lơ là về cái bệnh sốt xuất huyết này, và cũng như là cái công tác mà vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ để loại bỏ cái nơi chứa nước để cho muỗi có cơ hội đẻ trứng là vẫn còn. Chính vì thế mà cần có cái sự phối hợp giữa các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan y tế trên địa bàn và người dân để có cái ra quân trong những cái tháng cuối năm này, bởi vì trong cái giai đoạn này từ tháng 6 đến tháng 11 là cái giai đoạn mà sốt xuất huyết có thể bùng phát mạnh. Và đặc biệt là năm nay là cái năm mà có chu kỳ 5 năm. Từ năm 2017 là trên địa bàn tỉnh chúng ta cũng đã ghi nhận một số lượng lớn các trường hợp mắc sốt xuất huyết. Và năm nay là một trong những cái năm mà có cái nguy cơ như thế. Sốt xuất huyết dengue là một trong những bệnh do muỗi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất trên thế giới và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Cho đến nay, phòng bệnh chủ yếu vẫn là phun hóa chất diệt muỗi và diệt loang quang, bọ gậy. Để phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả, cần sự chung tay của chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và đặc biệt là mỗi người dân nâng cao ý thức, tự nguyện thực hiện các biện pháp phòng bệnh đơn giản ngay tại hộ gia đình.